Thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre cho biết, trong 12 giờ qua, từ 18 giờ ngày 31 tháng 8 đến 6 giờ ngày 1 tháng 9 năm 2021, tỉnh Bến Tre ghi nhận thêm 11 ca dương tính mới, tất cả đều được ghi nhận trong khu cách ly phong tỏa. Huyện Châu Thành có 5 ca mắc mới cư trú tại các xã An Phước 2 ca, Tường Đa 1 ca, Quế Sơn 1 ca, An Khánh 1 ca. Trong số 5 ca mắc mới của huyện Châu Thành, có 2 ca liên quan đến ổ dịch tại công ty ở khu công nghiệp Giao Long, 1 ca liên quan đến ổ dịch tại công ty ở khu công nghiệp An Hiệp. Huyện Mỏ Cày Nam có 1 ca mắc mới cư trú tại xã Tân Trung. Huyện Thành Phú có 2 ca mắc mới có địa chỉ cư trú tại xã Bình Thạnh. Huyện Dòng Trơm có thêm 1 ca mắc mới cư trú tại xã Tân Thành. Huyện Ba Tri ghi nhận 1 ca có địa chỉ cư trú tại xã Tân Thủy. Huyện Chợ Lách có 1 ca mắc mới cư trú tại xã Hòa Nghĩa. Như vậy, đến thời điểm này, toàn tỉnh tổng số ca dương tính 1.768 ca, tổng số ra viện 1.245 ca, tổng số ca tử vong 42 ca. Vì sức khỏe và tính mạng của chính mỗi chúng ta, mỗi người hãy tự coi mình là một chiến sĩ trong cuộc chiến chống lại COVID-19.